Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Bàn Tàn. Và hôm nay là một video khá là đặc biệt về một cái hoàn cảnh của một cặp vợ chồng khuyết tật. Mặc dù tôi đã đi chụp ảnh cưới cho rất là nhiều đôi, có những đôi thì đến nhà chụp, nhưng mà đối với trường hợp này thì do hoàn cảnh của hai vợ chồng trẻ này bị khuyết tật, nên là tôi sẽ đến tận nhà để chụp cho hai bạn một cái bộ ảnh cưới để chuẩn bị làm lễ cưới có 102 ở Hoàng Su Phi, Hà Giang. Và hai bạn này cũng là dân tộc da đỏ. Hoàn cảnh đặc biệt của hai bạn này là bị tai nạn, cho nên là bị cụt tay, cụt chân và rất là đáng thương. Tuy nhiên là hai bạn đã tìm đến với nhau và rất là hạnh phúc và chuẩn bị tổ chức một cái lễ cưới. Chú rể thì ở thôn Quang Vinh, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phi. Còn cô dâu là người ở xã Tân Lập, huyện Bắc Quang. Bây giờ có một bạn gái rất là xinh, rất là tuyệt vời đang ở đây để hỗ trợ cho cô dâu chú rể, cũng như là hỗ trợ cho tôi để trang điểm cũng như là chỉnh trang những cái trang phục dân tộc Dao cho cô dâu. Một lát nữa sau khi chụp ảnh xong thì tôi sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn với cô dâu chú rể, cặp vợ chồng khuyết tật này, để cho tất cả quý vị và các bạn cùng được hiểu biết thêm về hoàn cảnh này. Đây là toàn cảnh phía trước ngôi nhà của đôi bạn khuyết tật. Một ngôi nhà khá là cao to và khang trang. Mặc dù khuyết tật nhưng mà nghị lực của hai bạn thật sự là quá là đáng học tập, quá là đáng nể. Bởi vì hai bạn đã rất là chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Và rất là may có cô vợ thì mắt còn nhìn được. Cho nên là với cái sự suy nghĩ, cách thức làm ăn của người chồng truyền đạt lại cho người vợ, và hai vợ chồng cùng nhau đoàn kết để xây dựng và buôn bán phát triển kinh tế cho chính gia đình mình và đã xây dựng được ngôi nhà như thế này. Các bạn thân mến, đây là một chàng trai và một cô gái đang trong cái ngày chụp ảnh cưới, cho nên là khoác trên mình những bộ trang phục rất là xinh, rất là lộng lẫy. Mặc dù hai bạn này chẳng may bị tai nạn và khó khuyết tật, nhưng mà rất là nghị lực vươn lên, và hai vợ chồng tự bảo nhau làm ăn rất là giỏi và đã có những căn nhà khá là khang trang và bán hàng ở đây. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện với hai bạn một chút nhé. Hỏi chồng trước nha. Tình hình là hai bạn là cơ duyên nào mà có thể quen nhau được? Quen nhau cũng khoảng 2 năm trước, và em cũng do bản thân mình bị tai nạn, xong là chỗ đấy cũng không đi làm ăn được gì nữa, và về quê kết định lập nghiệp ở quê hương. Đấy thì làm là của mình này, mình sinh, xong là sau đó mình dần thời gian nhé, xong là lên tìm hiểu qua điện thoại và tìm thấy các bạn này người này kia, tìm hiểu đấy, tìm hiểu nhau, nói chuyện với nhau, còn mình cảm thấy quen biết nhau rồi, sau rồi mình tìm quen đến với nhau, sau là rồi bây giờ mới chia sẻ với nhau. Thế thì nhưng mà đầu tiên thì có ai giới thiệu không? Đầu thì là bạn bè, thì là bạn Facebook. Thì bản thân mình không nhìn thấy, nên là có nghe bạn bè nói về ở dưới kia có một bạn cũng bị tiếp cận được phần, xong là lúc đấy nhờ bạn bè tìm số bạn kia đấy. Như vậy là hai bạn đã tìm hiểu nhau lúc đầu gọi điện thoại đúng không? Rồi thế thì em lúc đầu gọi điện thoại thì em có tưởng tượng ra là anh ấy sẽ như nào không? Không ạ. Tại vì lúc đấy anh chỉ bảo là cùng hoàn cảnh khuyết tật với nhau, nên là khuyết tật như nào thì anh không nói. Vậy thì sau khi gặp thì em có suy nghĩ gì? Có cảm thấy hài lòng về sự quen biết của mình không? Và bây giờ hai bạn chắc chắn rất là hạnh phúc đúng không? Thế thì cũng xin hỏi một chút là với bạn Nam thì đầu tiên là trong hoàn cảnh nào mà bị tai nạn? Một lần tình cờ đi đưa đứa bạn về nhà của đứa bạn đấy, xong là do tai nạn họ làm đường dẫn đến tai nạn cho bị khuyết tật đấy. Là bị nổ mìn đúng không? Tức là khi mình đến gần là mìn mới nổ à? Vâng. Nổ mìn đấy, xong là bị hỏng tai. Như vậy là đây là các bạn đã rất là thương tâm. Một chàng trai rất là cao to, khỏe mạnh, đẹp trai mà sau một cái lần không may đến gần cái chỗ có nổ mìn nó còn sót đúng không? Sót lại đúng không? Vâng. Sót lại như vậy là chẳng may bạn ấy đã bị mù hai mắt và bị cụt bứt tay phải. Vậy thì còn bạn gái Em thì tai nạn gì? Tai nạn điện. À, bị điện giật à? Vâng. Như vậy có nghĩa là em làm gì mà bị điện giật? Không phải em làm gì đâu, mà điện bị chập đấy. À, điện ở gia đình bị chập, nên là bị giật. Chập ở trạm hạ thì phải điện dân. À, như vậy sau khi bị giật thì em không may đã gọi như là tay phải là bị cốt đúng không? Vâng. Còn tay trái thì bị mất là gần hết ngón. À, đấy, rất là thương tâm luôn. Số phận là không may. Tuy nhiên là bây giờ thì hai bạn đã rất là hạnh phúc rồi. Như thế này thì có thể nói là mình cảm thấy hài lòng với những cái gì mình đang có rồi đúng không? Coi như là hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Rồi. Nói chung là em thì em cũng lại tìm lại được cuộc sống của em rồi. Đây các bạn có thể thấy đây là một cặp đôi vợ chồng mặc dù khuyết tật một phần nhưng mà rất là chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Đây có thể nói là một tấm gương sáng để cho những người khác có hoàn cảnh tương tự cần phải cố gắng phấn đấu rất là nhiều, giống như hai bạn này. Rất là cảm ơn hai bạn nhé. Rồi, chúc hai em trăm năm hạnh phúc.